đình có nhóm 5 ông một bà. Chị đâu có chơi bà thứ ba, bà thứ ba, thứ năm, sáu gì rồi, một bà duy nhất. Một bà mà xài 5 ông cơ. Ê, ông hai và mình đó. Lời đó, vậy suy ngọc là lời ông hai. Tạm thời là mình sẽ khóa sổ, không còn ông nào nữa. Nhưng mà mình đang phấn đấu lên ông cả. Ôi, chết chết. Đập nha, chết rồi, tuyên bố đấy. Nhưng mà trên hôm nay chứ. Trên hôm nay cứ phải nhỏ hơn 10 đến 12, 15 tuổi mới hợp ai lên. Gặp là ông hai, đạt đúng không? Đạt là 3, thịt là 4, pizza là 5. Là 5 ông một bà. Một bà. À cộng thêm một chú nữa. Chú. Đây, chú Khoa, chú Tiểu. Gia đình nhà có chú Tiểu nè em. Mà coi này nhìn ngon không? Chị thấy đậm đà lắm. Đậm đà. Chúc tình cảm gia đình rất là nhà có thiết. Hôm nay chị bóc thẻ nha em. Chị bóc thẻ em nha chị. Hiểu ý như là vua thì ông mang thẻ để vô đấy. Bất ngờ đó, bởi vì mới tin rằng là nghe bảo rằng là mời Đạt, xong rồi Đạt bấm hộp là Ngọc. Thì bây giờ trong nhóm mới đang chọc là tình Đạt và Duyên Ngọc. Không hẹn, bởi vì mới tin đó là duyên số. Bất ngờ luôn đó, hôm nay tên mới biết luôn hả? Với thì em hồi trời ơi. Còn chị là không, chị tự học trong nghĩ trong bụng là chị không cần biết hỏi là quay ai đúng không? Để chị thử coi xem là chị có duyên với ai á. Cuối cùng lại là em. Chết rồi. Xa tuyết chân trời ngừng ngay trước mắt là em đấy hả? Không có gì, tụi mình là duyên nợ không em? Ghê quá. Bắt đầu năm là quá chuẩn luôn. Ừ. Thế là sau này đẹp quá vậy. Mình cũng quay đầu tiên. Đợt năm. Nghe lời chị tập đẹp chưa? Đúng rồi. Là chị nói anh Ngọc tập đúng, 6 muối. Chị nói 6 muối. Là gu của chị là gu 6 muối. Không, gu chị có muối vậy em. Gu chị một muối là chị nói ta đi tập 6 muối. Chị bị lý do luôn. Chị là em. Chị luôn không dưới. Không, nhưng mà nói chung là chị là gọi là chuyên luôn. Là chuyên gọi là tư vấn, là thẩm định xong rồi đúng. Nói chung là từ nhà đất là đến phương và chỉnh sửa các thứ. Ủa? Cho nên là làm theo lời chị thì là đời lên mặt. Đúng. Làm theo lời chị là gọi là lọc tài tiền và hút vô luôn. Nó đẹp trai hơn một xíu rất là nhiều. Nửa năm trước này là cũng hơi đen. Đen đúng không? Xui lắm. Từ khi chị kêu Ngọc ơi em phải thế này, phải thế này, em phải chỉnh thế này, tóc như này, rồi tự nhiên đẹp trai mà nhìn sáng như một Miren Việt Nam đó. Không ai tin. Chị phải chơi tới kiểu mà tổng thống là còn tỷ phú thôi. Cuối cùng chị chơi tổng thống gì? Mở lên coi, coi tổng thống coi. Ôi, đây là nhìn này, bụng này là ồ. Sao? Men. Thật sự thì chị không phải đâu em. Bản chất là mọi người hãy tranh thủ lúc chị đang còn độc thân mời đi. Mời liêm và lịa đi. Chứ khi mà chị yêu rồi không ai mời chị được đâu nha. Thì không, ý là giờ có em nào mời chị cũng được hết đúng không? Khó lắm. Số nào em nên mời chị trong cái lúc này. Ủa, em không biết mọi người nói rằng là Kỳ ơi, thật ra là em mỗi lần mà em độc thân á, tự nhiên là em mọi người thấy em rất là thăng hoa trong nghệ thuật. Mà đến lúc mà em đã yêu rồi á thì em rất nên một, có nghĩa là không còn quan tâm gì làm nghệ thuật đâu em ơi. Chị không có hơi công bố, chị công bố rất là rõ rệt, chị công bố một cách thô thiển trên sóng truyền hình biết bao nhiêu chào bà liên tục luôn. Em không nghe anh Trường Giang nói chị là đang là ế chủ động á, chị rất là chủ động để chị công bố chị ế và em bị làm sao mà em nói làm sao là người nhà biết tức là trong gia đình là ai cũng tức là nhiệm vụ chính là chăm sóc bản thân mình, cũng nhiệm vụ thứ hai tức là gần kề đấy là chính là sàng lọc và truy tìm dấu vết của những người mà có thể sau này sẽ làm người nhà. Nhưng mà em nghĩ đi, ông nào cua chị mà qua gặp năm ông ở bên này xong rồi thôi rồi bỏ cũ chạy đến ngồi. Tại vì bọn tôi là ban gọi là các ban thẩm định và đánh giá, tức là các ban gửi xe các thứ ấy, nhưng mà sau tôi lại còn rất là nhiều ban nữa cơ. Ban sắc đẹp về ban body xong rồi ban nhiều lắm. Còn một ban nữa. Ban mặt hồ là đợi quá tất cả ban rồi mà còn ngồi được rồi. Sao đến má Ngọc giàu quá em. Má sao má nói
trời kỳ ơi kỳ, con phải quay về nghệ thuật đi, con làm nghệ thuật chú lúc mà má thấy con hài quá, con duyên quá, trời con ơi con phải đi về nghệ thuật. Trời ơi có bao giờ mà thật ra đến thật lòng luôn nha, là mười mấy năm nay chị làm nghệ thuật á, chị không biết là chị có năng khiếu đâu. Chị làm chỉ là bằng tự tin quá, thái hóa thôi, chứ thật ra mình không biết là mình có năng khiếu, là mình có duyên với nghệ thuật nhá. Cho đến một năm gần đây quay về nghệ thuật thì mình mới phát hiện ra là rất nhiều người động viên mình làm nghệ thuật nhá, từ Má Ngọc Giàu cho đến Trường Giang cho đến rất nhiều người, ngay cả chị Trác Hiếu Miêu cũng nói kỳ, em sinh ra em phải làm nghệ thuật nên là em sẽ nghe lời mọi người em làm nghệ thuật. Với cả là bên ngoài cuộc sống của mình thôi, kỳ tính cách chan hòa như vậy, hài hề hước như vậy, hề hước hả anh, rất là đáng yêu như vậy. Không hiểu luôn á, tại vì cái mặt không liên quan gì tới tính cách luôn á. Ngày xưa là khi mà anh mới là được ghi hình mà chị Kỳ là bạn giám khảo thì là lúc đấy là mình rất là sợ chị Kỳ. Nghe mà tên. Ngay cái hôm đầu tiên là chị Kỳ chị đã cho mình là chị phải cho mặt gặp luôn em. Em biết không, hồi xưa mà thí sinh nghe nói là mời lý do Kỳ làm bài quá, làm bài cũng là nghiêm túc quéo chân gì nè, mà ngay đầu tiên tập đầu tiên em với chị đã được thể hiện là một ban giám khảo khó tính vậy. Vô ông cười vậy, nhìn thí sinh cái kiểu mà rất là su cà bo vậy đó, Duy Ngọc thì cười trong vô vọng. Sao mà chị, em biết ngày đầu tiên tập đầu tiên Duy Ngọc thi tiết mục đầu tiên luôn nhờ, với chị đó sao, Ngọc em nhạt quá. Em quá nhạt, em hãy đi ra biển em ngâm nước để chừng nào mặn đi rồi mình nói chuyện hơn, đúng không? Em quá nhạt nhưng mà đó, nhờ cái câu quá nhạt của chị mà hôm nay coi ống mặn này coi kìa, từ phong cách từ đúng rồi, và nói chuyện bất an đây diễn ra thí sinh nè, có a hôm nay Duy Ngọc à, Duy Ngọc cảm thấy hôm nay rất vui ạ, và hôm nay rất là vui khi có bạn bè và người thân bạn bè. Còn bây giờ là rất điềm tĩnh nha, rất là đấy, đứng chân một chân lên chân xuống nè, rất là chết luôn luôn á. Chị có một nguồn năng lượng dư xài mọi thứ. Chị có thấy là chị xin ra không biết để làm gì luôn á em, bởi vì chị làm quá nhiều việc, em trở từ kinh doanh cho đến làm ngoại giao, làm đại sứ điều hành, làm nghệ thuật, nhưng chị vẫn dư một nguồn năng lượng, nó ở đâu nó giống như là từ giống như gọi là tài nguyên em, như là cái mỏ dầu hút hoài không hết. Nói chung là The Wiz của tôi này cũng là đàn ông con trai ấy, mà cũng được đi trải nghiệm một ngày làm việc chị thì cũng không biết từ đâu ra. Không thể hiểu sao mà người phụ nữ là có thể quá nhiều năng lượng. Mà phải chú ý nữa là em trẻ hơn chị mười mấy tuổi. Đúng rồi, mà chị làm rất là nhiều việc trong một ngày nhưng mà vẫn là thích kèm thì rất là đầy đủ. Không hiểu nhỉ. Nhưng mà cái đấy là điểm tốt của chị Kỳ thôi, chơi lâu chị Kỳ thì có cái gì mà em tố cáo chị không có điểm xấu à? Đúng, chị mạnh dạn tố cáo. Chị rất tiếc là chị không có điểm xấu. À điểm xấu duy nhất, làm việc quá nhiều. À thôi chị đi ra, cho em nói, chị đi ra cho em nói. Em nói đi rồi hình ảnh lưu lại, rồi cách nhận đưa lên. Nên chị cũng đi ra lịch sử thôi, đi ra, rồi nói đi. Thật ra là đúng thật là chưa có cái gì mà tức là chị em chơi với nhau và chưa thấy điểm xấu gì luôn á. Chỉ có mỗi tật xấu là FA thôi. FA đây F ông thư ký ăn. Chị đặt bài ăn luôn luôn nhiều và ép mọi người tới ăn phần hơn. Không ăn giận em. Chị không thích ai mọc chị đâu có mọc. Chị ốm hơn chị. Chị chơi với ai xong từ ốm chị đạp cho mặt. Ngon quá à. Nhưng mà nói chung là ai mà chơi với chị Kỳ được chị Kỳ cho ăn đấy. Coi như là béo tốt rồi, trắng nõn nà. Đúng rồi, béo tốt, da đẹp, trắng nõn nà, tinh thần.